Hỏi lại nha, bài 1, bài 2, bài 3 có anh em nào thắc mắc gì không? Mình dành có 5 phút ôn lại bài 1, bài 2, bài 3. Còn không là mình dạy luôn á. Có thắc mắc gì không? Bài 1, bài 2, bài 3. Thật ra bài 3 là bài quan trọng hơn bài 1, bài 2. Bài 1 thì cực kỳ quan trọng là không nói là. Để mà phân tích kỹ thuật và phân tích kỹ thuật ra thì bài 3 là cái bài nền tảng mà chỉ cần áp dụng bài 3 thôi. Một xíu của bài 2 là anh em có thể chạy tẹt ra, kết hợp thêm với lại cái bài volume này nữa, với lại bài nến này nữa, đó là nhiêu đó thôi là có thể chạy kiếm được tiền rồi. Ông sao bài ba đi đấy, bài ba này, cái hình ADA này bắt đầu này. Đấy, cấp 1 xuống cấp 2, phá vỡ xuống cấp 1 thì nó sẽ tiếp diễn xu xu hướng cấp 1. Đấy. Bây giờ bài 3 này. Xuống cấp 1 này, xuống cấp 2 này. Phá vỡ để tiếp diễn xuống cấp 1 này. Thấy đấy, chiều có cho kèo này rồi mà. Anh em ăn quá trời. Chiều có cho kèo này nè. XRP mình cũng chỉ cái kèo này luôn, XRP cũng cho y chang như vậy luôn. XRP đơn giản nó chỉ phá đảo mình năm thôi. Volume này. Ok. Học bài nha, học nha anh em. Không ai hỏi gì nữa, học nha. Anh em sẵn sàng comment một. Anh em sẵn sàng học comment một. Anh em sẵn sàng học thì comment một với mình nha. Ok, học nha, học hay là cho kèo, chuẩn bị có kèo đó. Ada chuẩn bị lâm được này, thôi học đây. Kèo gì mà kèo, đoạn này lâm được này, chờ 3 phút nữa, không nó không gãy những cái chỗ này rồi. Ơi, alo. Các buổi học là đều có lưu lại video nha anh em nào mà chưa xem các bài buổi học cũ ấy thì có thể lên YouTube HC Capital xem lại nha. Còn trâu xíu nha, anh xuống anh lấy đồ Ok. Em có nhớ bài buổi học lần trước không? Buổi học lý thuyết đao á. Nó như mọi người áp dụng vào cái bài áp dụng vào cái con ADA này là ăn được này. Nói chung ấy là mọi người dù có những cái phương pháp nào đi chăng nữa ấy, thì cái quan trọng nhất khi tham gia cái đánh 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 margin, đánh future hay bất cứ một cái gì trong tài chính này ấy, là đều phải là quản lý vốn và quản trị rủi ro. Nên anh em học cái bài 1 ấy là cái bài quan trọng nhất, anh em cần phải học kỹ cái bài đó. Hôm nay có ai ăn được con Ada này, anh Châu cho bên 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 channel nghe bảo anh em nó chốt non hết rồi thì phải. Chốt non bay vào lại dính. Nhiều khi anh em hay bị cái kiểu bị FOMO ấy, ví dụ như kiểu như mình mua được ở giá 10 rồi, lên giá ví dụ mình target giá 15 rồi thì mình lên 15 mình chốt thì nó có bay lên giá 20 giá 25 thì thôi kệ nó, đừng FOMO vào nữa.
mình cảm thấy đủ với cái TP mà khi mình chốt rồi. Hello, Hello, tiếp đi anh ơi. ok, hôm nay vào bài học nha. Hôm nay mình đầu tiên mình sẽ dạy cho anh em trước là cái volume. Volume này ứng dụng vào thực tiễn luôn á, chiều anh cho kèo á, để mình giải thích cho em hiểu nha. Volume là gì? Volume là khối lượng giao dịch tại một cái khung thời gian nhất định nào đó. Ví dụ như là M1 này, M5 này, M15 này, M30 H1D. Thì tại một cái khung thời gian đó thì sẽ có một cái khối lượng giao dịch. Mà khối lượng giao dịch là gì? Khối lượng giao dịch là lượng mua bán giữa các trader với nhau hay là các tổ chức với nhau. Đây. Em thấy chưa? Thấy volume chưa? Đây gọi là volume giao dịch tại một khung thời gian. Nhìn nha, đây là H1. Thì tại cái vị trí của cái nến này thì nó có một cái khối lượng giao dịch, nó được thể hiện qua 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 màu, biểu hiện ra được qua màu, và nó có độ thấp và độ cao khác nhau. Khối lượng giao dịch càng lớn thì cái cột này nó sẽ lớn, và khối lượng giao dịch nhỏ thì nó sẽ thể hiện bằng những cái cột volume nhỏ như thế này đây. Đấy. Em thấy chưa? Chưa? Anh em hiểu không? Hiểu khái niệm sơ sơ này thôi. Anh em hiểu, anh em hiểu không? Anh em hiểu thì không mình hiểu nha. Người Bình Định hả? Ông người miền Trung, mình người Phan Rang, Ninh Thuận bạn. Anh em hiểu không? Volume là khối lượng giao dịch tại một khung thời gian nhất định được biểu hiện bằng một cái cột như thế này trên cái chart á. Nếu mà anh em nào mà người người mới người mà không biết đó nha, thì có thể vào cái chỗ này để search chữ volume. À, search chữ volume này. Nó ra nè, volume này nè. Đó là nó ra, là nó sẽ ra như thế này. Nó ra như thế này. Ok chưa? Đấy. Nó thể hiện tại một khung thời gian nhất định của một cây nến luôn. Nó sẽ liên quan tới phần nến của một cây nến, thì nó thể hiện lượng giao dịch giữa các trader với nhau. Ok chưa? Đó là khái niệm thôi. Thì trong cái volume này á thì nó sẽ có là nó sẽ có một dạng nữa, đó là một dạng fat breakout hay là fat breakdown á. Nó cũng y chang gì luôn. Để bạn nhìn nha, nhìn cái chỗ này. Đôi khi mình nhìn cái cục volume rất là lớn nha, như thế này ở không quá một rất là lớn. Thì cái việc của mình thường thường anh em mình hay đánh á, là tức là mình sẽ chờ backtest lại. Mình sẽ backtest lại những cái vị trí như quan trọng như là vị trí hỗ trợ hay là vị trí kháng cự, đúng không? Để mình canh mình múc lên, đúng không? Là thùng trend. Là thùng trend, đúng không? Xuống tăng hoặc là xuống giảm gì đó. Tuy nhiên có một số trường hợp mặc dù volume rất là lớn như thế này, tức là xuống hiện tại là anh em nhìn này, ha, volume không? Đang đi ngang ngang thế này, đùng một phát có một cây rất là lớn. Thì anh em theo cái bài học số 3 á, mà anh em học á về phá đao á, thì anh em sẽ chờ chỉnh về anh em long lên, đúng không? Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp gãy luôn, cũng có một vài trường hợp mặc dù volume rất là lớn, mình nhìn là mình kêu à, phim mua hiện tại đang rất là mạnh này á. À, còn volume xanh này, volume xanh thì thể hiện bên 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 mua mạnh, còn volume đỏ thì thể hiện bên bên bán mạnh. À, thì có một vài trường hợp mặc dù nó là volume xanh nhưng nó vẫn có trường hợp fat breakout, là nó đâm xuống luôn, đâm xuống mạnh cực kỳ luôn, là nó bùm một cây thế này, đâm xuống một cây thế này, nó kéo thẳng thẳng xuống dưới đây luôn, là nó không có xuống như thế này, nó bật lên mà nó đâm này, đâm một phát thẳng xuống dưới đây luôn. Thì những cái trường hợp đó thì các bạn nên một cái mình có một cái mẹo thế này nha. Các bạn nhìn ở volume H1 như thế này, nhìn nó rất là lớn nha, nhưng mà có một vài trường hợp nó đi theo cái trường trường hợp này, nó có mũi tên này, nó đâm thẳng luôn. Thì vì sao mà nó đâm như thế? Thì theo kinh nghiệm của mình đó nha, còn những bạn nào biết mình không nói, theo kinh nghiệm của mình hay hay quan sát và hay để ý á, thì các bạn nên vào những cái khung thời gian nhỏ hơn, những cái khung thời gian nhỏ hơn như M5 này, M15 này, đó.
thì các bạn sẽ thấy cái lượng mà phe bán á, tức là volume đỏ nè, volume nó sẽ có hai loại, volume xanh và volume đỏ. Volume xanh thì thể hiện lực mua mạnh hơn, volume đỏ thì thể hiện lực bán mạnh hơn. Đó, thì theo kinh nghiệm của mình á, thì vào những cái khung nhỏ hơn này, nó sẽ thấy rất là nhiều cái cục đỏ. Nhưng mà cái cục xanh này nè, những cái cục xanh này rất là nhỏ, nó sẽ dao động nằm ở vị trí này nè. Sẽ ít lắm, nó sẽ dao động toàn ngang 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 như thế này nè. Đó, thay vì mình thấy ở H1 là cái cục volume rất là lớn, rất là xanh. Nhưng mà qua những cái khung nhỏ hơn á, nhỏ hơn như M1 này, M3, M5 này, hay M15 này, những cái cục volume tại cái vị trí này nó rất là bé, volume mua nha, nó rất là bé. Nhưng mà nó lại hình thành một cái cây H1, một cái cây volume rất là bự như thế này. Thì anh em phải nghi ngờ nha, là sẽ có trường hợp fast breakout xảy ra nha. Chứ không phải lúc nào mà cái cục volume bự như thế này là nó là đi theo cái chuyện là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm nào. Như cái hình này là xu hướng tăng này, là mình sẽ kỳ vọng quay về backtest này tại phiên giới này để mình long lên. Hiểu không anh em? Nó có nhanh không? Alo, hiểu không anh em? Alo, hiểu không? Chưa hiểu anh ơi. À, nó không đơn giản thế này thôi. Bây giờ nha, mình nói chậm lại một lần nữa nè. Đầu tiên là mình nhìn cái hình này nha, nhìn con ADA là mình nói thẳng qua ADA này luôn. À, mình nhìn không? Mình nói thẳng ADA này. Cái khu vực này là cái khu vực sideways tích lũy đúng không? Đây là khu vực sideways tích lũy này. Ok chưa? Yeah. Đây là bước 1, khu vực sideways tích lũy, mình không biết nó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm đúng không? Mình nhìn vào quá khứ này, mình thấy đây là xu hướng giảm ngắn hạn. Cái kèo này mình có cho phân tích blend con ADA cho anh em ăn đâu này. Lâm ngay cái vị trí này luôn. 1.05 này. Đó, thì các bạn nhìn cái đoạn này nè. Có phải là cái đoạn này đỉnh bắt đầu thấp dần đúng không? Và nó đang có xu hướng đi ngang. Ok chưa? Yeah. Sau đó kẻ một cái đường trend line như thế này, hay còn gọi là đường xu hướng, có xuất hiện một cây nến phá vỡ cái xu hướng hiện tại là xu hướng giảm ngắn hạn, xuất hiện một cột volume lớn đây, cái vị trí này, cái volume nó là cái nến này nè, đây nè, để mình zoom bự nó cho anh em thấy. Đó, anh em thấy chưa? Đây là cái nến này nha, là cái nến này. Ok chưa? Yeah. Là cái nến này nha. Một cột volume đây lớn. Đúng không? Trong khi đó cái đoạn này nè anh em để nè, cái đoạn này nó đang đi ngang nè, volume nè, khu vực này nè. Nó đang đi ngang. Đúng không? Xuất hiện một cây volume lớn kết hợp với việc nó phá cái trend này luôn. Phá cái trend này nè. Cái trend sideways tích lũy nè. Tại khu vực này nè. Đó. Đúng chưa? Xuất hiện một cột volume lớn cộng với lại điều kiện mà mình dạy anh em ở bài số 3 là điều kiện phá đao xuống cấp 1 xuống cấp 2 á. À, nhắc lại cho anh em kết hợp bài 3 luôn nè. Đúng, đây phải là xuống cấp 1 không? Đây là xuống cấp 2 đúng không? Có phải qua một cái đường trên line này phá vỡ xu hướng. Ok giờ yeah. Điều kiện break out mình cũng dạy anh em ở bài số 2, bài số 3 rồi. Anh em xem cái clip đó lại thì anh em sẽ thấy điều kiện break out là gì. Nến đóng phải đẹp và volume phải tốt. Thỏa mãn điều kiện chưa? Nến đóng đẹp nè, một cái nến đóng đẹp, volume tốt nè. À, volume tốt nè, thấy chưa? Volume lúc này đang đi ngang. Break out cái có một cột volume rất khá là lớn. Gia tăng. Đây là trường hợp 1. Còn trường hợp fast break out là trường hợp như thế này. Vì theo kinh nghiệm mình hay train, mình hay để ý, còn anh em có thể có một vài anh em người ta có những cái kinh nghiệm khác. Đó. Có một vài trường hợp nó sẽ xảy ra trường hợp như thế này, là khi mà nó phá vỡ xu hướng tăng như thế này đúng không, anh em thấy một cục volume bự như thế này, tuy nó không xuất hiện ở cái cây H1 một giờ, nó có thể nó xuất hiện ở cây H4 cũng được, nó sẽ có một cái cục volume bự như thế này. Tuy nhiên cây sau, cây nến, cây volume tiếp theo này, thay vì á, cái việc của bước 1 á, là mình chờ về test trend đây là mình long lên đúng không, thì nó sẽ có một cái điều kiện nữa, đó là có một trường hợp mà nó đâm sẵn như này xuống ở đây luôn, thì cái đoạn này nó gọi là fast breakout nè. Đó, cái đoạn này gọi là fast breakout này.
Thì dấu hiệu để nhận biết fake breakout là gì? Đó là theo kinh nghiệm của mình nha, là anh em nên quan sát ở những khung nhỏ hơn. Những khung nhỏ hơn này, như mình là M5 nè, hay là M3, M1, M15 này, thì sẽ có những cái cục volume mua nha, nó rất là bé so với volume xả ra. Bởi vì volume mua mà ở khung thời gian nhỏ nó bé thì nó không đủ điều kiện để mà nó rất out được. Nó sẽ tạo ra một cái gọi là volume fudge, hay là còn gọi là volume ticker á. Mình hay để ý những cái đó thì mình chia sẻ lại cho anh em. Còn cái tỷ lệ đúng của nó, hay cái tỷ lệ đúng của nó nhiều hay không á, thì theo mình á thì cũng khoảng chiếm khoảng 50-60% thôi, không cao lắm đâu. Anh em hiểu chưa? Hình như mạng hơi lắc hay sao? Alo, anh em hiểu chưa? Đó, còn theo cái chạc này, theo cái chạc ADA hiện tại này, theo chạc ADA hiện tại là nó đang rút out rồi đó. Còn để mà biết chính xác hay không á thì chờ cái H4 nó đóng nè. À, mình sẽ kỳ vọng mà khả năng nó sẽ về đây test nè. Tầm 1.15-1.17 á, 1.15-1.17 á. Mình kỳ vọng về đó test chain và rút chân lên. Lòng thôi. Nói lại phép rút out đó, mình vừa nói nó, các bạn quan sát những cái khung nhỏ hơn á, thời gian nhỏ hơn, ví dụ như M15, M5, M3, M1 thì cái cục volume buy này, volume nó sẽ có hai loại volume mua và volume bán, thì thể hiện ra cái màu này. Cái màu này mình có thể chỉnh nha, cái màu này có thể mình anh em có thể chỉnh nha, chứ không phải lúc nào nó cũng là màu này mà không chỉnh được đâu, chỉnh được nha. Này anh em có thể chỉnh này, chỉnh màu này tùy thích anh em nha. Mình để mặc định như thế này luôn. Anh em cứ học trước cái breakout ấy, còn cái fake breakout thì lâu lâu nó mới gặp thôi, chứ thường xuyên xảy ra thì nó ít lắm. Cái tỷ lệ mà fake breakout nó xuất hiện khá là ít. Anh em cứ đi đều vol thôi, thì lâu lâu ví dụ mình dính một hai cái thì cũng không sao đâu, không đến nổi mà tổng kết mình thua đâu. Nên cái việc anh em học cái volume này trước nè, để nắm rõ cái này trước đã. Rồi cái fake breakout á lâu lâu mình mới gặp, thì cùng lắm thì mình xui thì mình gặp thôi, chứ còn mình đánh mình trai nhiều á thì cái tỷ lệ nó xuất hiện rất là ít. Ok chưa anh em? Anh em ok, anh em bảo ok nha, để mình qua phần tiếp theo nha. Ok. Tiếp theo này. Anh em nhìn trên cái chỗ này này, mình sẽ đưa ra 4 trường hợp để anh em hiểu nè. Trường hợp thứ nhất, giá tăng, volume tăng, tức là volume mua hoặc là volume bán. Ở đây mình nói volume buy nha, mình nói volume buy, giá tăng, volume buy tăng, thì kết quả như thế nào? Anh em, giá tăng, volume buy tăng, thì kết quả như thế nào? Anh em comment này, giá tăng, volume buy tăng, thì kết quả. Đấy, anh em nhìn thẳng vào cái chạc ADA luôn này. Đó, anh em nhìn này, khối lượng giao dịch này, giá tăng này, volume tự nhiên đang đi ngang bình thường này, đột nhiên tăng mạnh. Đây, thẳng cho anh em dễ này. Volume đang đi ngang bình thường này, đùng phát tăng từ từ này. Từ cái vị trí này bắt đầu tăng từ từ. Tăng đúng không? Đấy. Nhưng mà giá tăng, volume buy giảm, thì anh em phải nghi ngờ. Tức là anh em nghi ngờ tại vị trí nào? Tức là thế này, giá tăng, giá mà có tăng như thế này, đây là giá, cái này là khối lượng giao dịch rồi, sorry anh em, tức là giá nó tăng như thế này, đúng không? Nhưng mà volume nó không có tăng, mà volume nó sẽ giảm, ví dụ chỗ này nó sẽ giảm dần đều đây, đó, nó không tăng mạnh nữa, mà nó cứ giảm từ từ, nó sẽ trở về như thế này nè, đó, nó sẽ trở về y chang cái đoạn này nè. Đó, nó sẽ trở về y chang cái đoạn này nè. Thì cái điều gì sẽ xảy ra? Anh em, giá tăng nhưng mà volume buy lúc này nó không còn tăng nữa mà nó giảm, thì điều gì sẽ xảy ra?
nghi ngờ thôi chứ làm gì mà giảm nữa. Nói chung là mình nghi ngờ thôi, đừng có bảo giảm, nghi ngờ thôi. Nghi ngờ là có khả năng đảo chiều. Mình hỏi anh em tiếp này, vì anh em dạy anh em có sự tương tác á thì anh em học mới 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 vô, chứ mà mình cứ nói anh em không có sự tương tác á thì anh em sẽ không suy nghĩ, mà anh em sẽ không suy nghĩ á thì anh em sẽ không hiểu bài, anh em không hiểu bài thì anh em sẽ không biết là nó là cái gì, mà dẫn đến cái kết là anh em mất tiền, hiểu không? Nên là mình cố gắng mình hỏi để anh em suy nghĩ 1-2 giây đó, anh em trả lời không mình thì cái sự tương tác giữa hai người với nhau á nó rất là giúp cho mình hiểu bài nhanh được. Nè, cái thứ hai nha, giá tăng volume buy giảm, volume buy giảm thì mình sẽ nghi ngờ thôi, còn cái việc đảo chiều hay không thì nó sẽ dựa vào yếu tố khác nữa chứ không chỉ riêng là volume không, anh em hiểu không? Hỏi anh, mình hỏi anh em thế này, vậy khi mà chúng ta nghi ngờ đảo chiều á, đảo chiều tăng hay đảo chiều giảm gì đó mình không biết, thì tại vị trí nào anh em nghi ngờ giá có thể đảo chiều, nghe rõ câu hỏi không? Khi mà anh em nghi ngờ giá có thể đảo chiều thì anh em nghi ngờ nó đảo chiều tại vị trí nào? Anh em tương tác là anh em tự hiểu bài luôn à, học dễ lắm, tại vì tương tác qua lại giữa người dạy và người học á để giúp cho anh em suy nghĩ động não, và anh em comment, anh em trả lời thì anh em nhớ lâu, mà anh em nhớ lâu thì anh em sẽ hiểu bài, anh em sẽ hiểu bài thì anh em sẽ tránh được mất tiền. Và anh em học mà anh em không comment, anh em không tương tác thì đôi khi anh em xem lại video hoài anh em cũng không có ai hỏi đâu. Ok, chính xác, gần khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ, đúng rồi đấy. Thì thường thông thường á một cái setup giao dịch của mình á thì nó cũng hay xuất hiện tại những cái vị trí đó thôi, những cái vị trí quan trọng đó nè. Hồi nãy mình có bố khách chat cho anh em nè, thì đây là cái khu vực kháng cự hỗ trợ nè đấy, ai đúng không? Giá có thể đảo chiều tại khu vực kháng cự hỗ trợ nè, đúng đúng kháng cự hỗ trợ nè, chỗ này nè, cái đoạn này là kháng phép break out nè, nè nè đó, phép break out nè, chỗ nào nó rít chỗ này đúng không, đi lên đây luôn à, nó rít chỗ này mà đi lên đây luôn, ai ngờ rít này nó tụt quần này này, giá tăng này volume buy giảm này, giá tăng volume giảm này, thấy chưa anh em, thấy không? Giá tăng volume giảm cùng lắm anh em, nếu mà anh em lâm cái chỗ này thì anh em sẽ ăn được cái cây nến này, cây nến H1 này, khoảng cách này này anh em sẽ ăn được cái khoảng cách này. Mà nếu anh em ăn được cái khoảng cách này mà anh em không kéo stop loss để anh em gồng, mà anh em thả stop loss luôn, hoặc là anh em để stop loss ở vị trí cũ thì tỷ lệ nó quay đầu lại là rất cao và anh em sẽ bị lỗ. Nên ở bài số 1 á, mình có dặn anh em cái cách cộng lời á, là khi mà đã lời giá nó đã chạy rồi á, anh em kéo stop loss ít nhất là phải bằng phí giao dịch, ít nhất là phải bằng phí giao dịch, để sao để khi mà nó quay lại, nó có quay đầu như cái đoạn này này, nó quay đầu như cái đoạn này thì cùng lắm mình què, mình trả thua, mình ăn được thôi. Còn ví dụ anh em cảm thấy thôi tôi long x20 mà tại vị trí này tôi lên vị trí này là tổng là khoảng 3%, x20 3% là khoảng 60%, thì anh em chốt bớt ví dụ như 30% hoặc là 40% đấy. Ok chưa? Giá tăng nè, giá tăng nè, volume giảm nè, thấy chưa? Chạy bao nhiêu phần trăm hả? Tùy vào cái đoạn 7 mình thôi, tùy vào cái đoạn 7 mình thôi bạn ơi. Còn 7 mình cao thì mình chừa ra ít, còn đồng 7 mà nhỏ thì cứ trên 5% 7% gì đó bắt đầu kéo về có 1% là được rồi, thì đồng 7 thôi, ít trăm, ít trăm 25 thì thôi kéo stop loss, gài stop loss gì nữa, ít trăm là ít trăm 25 là đánh thả stop loss luôn, nhưng mà vô volume phải nhỏ, thông thường mình hay đánh vậy. Ok chưa anh em, anh em hiểu cái chỗ này chưa? Khi mà anh em nghi ngờ thì anh em phải biết rằng nghi ngờ tại vị trí nào để nó có khả năng đảo chiều. Chứ bây giờ mình hỏi anh em nghi ngờ chỗ nào, anh Kim nghi ngờ giữa cái đoạn giữa giữa giữa, giữa nè, nhìn qua nhìn lại lịch sử kia, cái đoạn giữa giữa này là cái đoạn gì, anh em không biết đúng không? Mình nghi ngờ là thường là mình sẽ nghi ngờ ở gần khu vực kháng cự và hỗ trợ, bởi vì tại cái những cái vị trí đó ở lịch sử á, ở lịch sử nha,
thì nó sẽ làm một cái vùng mua hoặc là một cái vùng bán. Này, ví dụ như chỗ này, đây này là một cái vùng mua hoặc là cái vùng bán. Thấy chưa? Mà tại đó có khả năng là cá mập nó sẽ bị kẹt hàng. Mình sẽ ví dụ cho anh em hiểu nè. Tức tại vị trí này đây, mình ví dụ tại vị trí này có một con cá mập nào đó, nó xả hàng. Nó xả hàng từ đây nó xả xuống. Đúng không? Xong lên nó xả tiếp một đoạn nữa, nhưng mà cái lượng ví dụ nó xả 100 bit đi, mà nó khớp lại mất có 50 bit à. Còn 50 bit tại vị trí này nữa, tức là nó sẽ cố tình nó sẽ đẩy lên đây tiếp để khớp 50 bit còn lại. Anh em hiểu không? Thì tại những cái vị trí này nè, tại những vị trí quan trọng như thế này, mình mới nói anh em là những cái vị trí quan trọng thông thường mình hay ra kèo ở trong Revit á. Như ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay mình có cho con BTC này là khả năng sẽ là cái nhịp 539 nó sẽ có một nhịp rơi về khoảng 300 đến 400 giá. Thì thông thường là cái nhịp 1 á, cái nhịp 1 mà nó chạm lên này, cái nhịp 1 mà nó chạm lên vị trí kháng cự là lần đầu tiên thì cái tỷ lệ rụng rất là cao. Bởi vì sao? Mình mới nói cho anh em á là khớp 50 bit tại vị trí này, còn lại 50 bit tại vị trí này. Thì khi mà nó lên á, nó chạm thì những cái lượng cái cục mà nó bị treo ngay vị trí này á, nó sẽ khớp. Và khi nó khớp thì nó giống như cái việc mình cho ví dụ anh em ở cái bài kháng cự hỗ trợ, tức là khi anh em có mua được 1.000 bit ở giá 10 đô, anh em thấy bit lên 20.000 đô thì anh em sẽ làm gì? Anh em trả lời là bán, đúng không? Thì khi mà anh em bán không hết thì nó sẽ còn kẹt lại một số lượng ngay vị trí đó, và khi mà giá nó tăng lên lại thì nó khớp. Mà nó khớp thì điều gì sẽ xảy ra? Nó khớp thì có phải là điều xảy ra nó giá nó giảm không, đúng không? Nè, cái vị trí này nó khớp, thì khi cái lượng kẹt hàng tại vị trí này nó khớp á, hoặc là cái lượng đu đỉnh tại vị trí này nó khớp đi, ví dụ như mình ví dụ trực tiếp luôn nè, một vài anh em lỡ mua ADA ngay vị trí này đây, mà nhìn qua BTC có khả năng về 46k 45k, nhưng mà khi mà giá đào xuống như đây nè, hôm qua mình có cho kèo vị trí này, khi anh em đu đỉnh ở vị trí này, giá xuống vị trí này mà nhìn BTC có khả năng về 46.000, tại vì lên kia nói nghe ông này bà kia kêu khả năng nó sẽ về 46.000, sợ. Thì khi mà giá nó quay lại cái vị trí này, tức là mình sẽ về bờ, thì một phần mà cái người kẹt hàng tại vị trí này, người ta sợ là bit nó sẽ sụp và nó kéo theo những con này sụp, thì người ta sẽ cũng có tâm lý là người ta xả lại vị trí này, kết hợp với lại những cái yếu tố hồi nãy mình có nói là kẹt 50 bit đó, thì người ta cũng xả theo. Khi mà hai cái lượng nó kết hợp nó xả thì giá sẽ tục tự nhiên tục nè, chạm nhịp một tục này, thấy chưa? Anh em hiểu không? Giống như việc mà một số người đu đỉnh BTC ở 20.000 sau mấy năm quay lại, quan trọng là người ta có còn có chịu giữ để đó để về bờ hay không. Biết mình cho sọt mà mình sáng lắm chịu sọt mà. Ok chưa? Ok rồi, qua tiếp nha. Đây là mình chỉ xong hai phần nha. Giá tăng, volume buy tăng thì giá sẽ tăng. Volume buy phải tăng nha. Hoặc là volume tăng mạnh thì giá sẽ tăng. Còn giá tăng nhưng mà volume giảm, volume buy yếu thì phải nghi ngờ ngay là sẽ có tín hiệu đảo chiều. Và tín hiệu đảo chiều sẽ dựa vào đâu? Sẽ dựa vào nến, sẽ dựa vào volume, hoặc là sẽ dựa vào những cái chỉ số indicator khác. Điều kiện thứ ba là giá giảm, volume sale giảm, giá giảm, volume sale tăng thì điều gì sẽ xảy ra anh em? Giá giảm, volume sale tăng thì điều gì sẽ xảy ra? Giảm, ok đó, này nó giống như cái một này, mình hai cái này y chang như cái một cái hai không, chả khác gì cả. Giá giảm, volume sale tăng thì giá giảm. Còn một trường hợp nữa là giá giảm, volume sale giảm, tức là volume sale nó không có tăng á. Anh em hiểu không? Cái 4 á là giá giảm, volume sale giảm thì anh em phải nghi ngờ có sự đảo chiều tại vị trí hỗ trợ. Ok chưa? Ok thì anh em bảo ok nha. Tại vì cái 1, cái 2 mình giải thích anh em hiểu rồi, thì cái 3, cái 4 nó chỉ là ngược lại thôi. Đấy, chỉ đơn giản thôi. Cái 1, cái 2 nằm tại vị trí kháng cự và hỗ trợ, nằm tại vị trí kháng cự,
còn cái ba cái bốn là nằm vị trí hỗ trợ. Thì khi mà giá chạy tới những cái vùng quan trọng như kháng cự hỗ trợ thì anh em phải xét có tín hiệu đảo chiều hay không. Mà để xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì nó sẽ dựa vào nhiều yếu tố chứ không chỉ riêng volume. Đôi khi mình sẽ dựa vào nến, đôi khi mình sẽ dựa vào RSI hay là một số công cụ chỉ báo indicator khác, nhưng mà mình thấy là xét về volume vẫn là một cái gì đó gọi là rất là tốt, rất rất là hay. Theo mình nha, mình trai mình cũng hay nhìn volume lắm, tại vì volume nó thể hiện rõ cái bộ mặt của trader, khối lượng giao dịch thể hiện rõ lực mua lực bán tại vị trí quan trọng như là kháng cự và hỗ trợ. Ở ví dụ như mình trai nè, tại vị trí kháng cự và hỗ trợ ở lịch sử mình thấy giá tăng nhưng mà volume ba nó không có tăng nữa, nhưng mà hiện tại chưa có tín hiệu nào đảo chiều xuất hiện tại đây, thì mình sẽ đưa ra hai cái phương án. Một là nó sẽ kêu trước, nó sẽ kêu, tức là những ông mà sọt tại vị trí kháng cự á, thì thường thường mấy ông sẽ đặt stop loss trên râu hoặc là trên vị trí kháng cự, thì nó sẽ lên nó quét cả thì nó rút chân xuống, đúng không? Anh em trade nhiều con BTC á, anh em sẽ biết, bởi vì nó kêu hoài thôi à, nó đâu sàn đâu dễ dàng vậy. Bây giờ mình nói cho anh em nè, đặt trường hợp mấy ông là chủ sàn đi, mấy ông thấy một cái lượng sell rất là lớn tại cái kháng cự cứng tại vùng 20.000 đô đây, như con BTC đó, tại vùng 20.000 đô là đa phần cái lượng sọt nó nhiều hơn cái lượng long, thì với vị trí mình là một người chủ sàn như thằng CZ đây, thì anh em làm gì khi mà thấy cái lượng sọt rất là nhiều tại cái khu vực đó anh em? Đó, bây giờ mình hỏi trực tiếp, đặt địa vị mình là chủ sàn đây. Kêu nó, đúng rồi. Thì thông thường là nó sẽ kêu thôi. Thông thường đường nào nó chả kêu. Nó lên nó kêu đúng không? À, xuống. Cho tức chơi vậy. Thấy không? À, này kêu lâm của Ada này. Ngon nhờ. 18 này. Đấy. Vậy tổng hợp lại những cái điều kiện volume như cái trên hình này thì anh em nên kết hợp như thế này, như thế này nha. Bình thường mà sao mà volume nó đi ngang như thế này thì thôi khỏi nói, thì giá sẽ quay mà. Anh em chỉ giao dịch volume, chỉ giao dịch bằng volume kết hợp với lại bài lý thuyết đao ở bài số 3 như mình lại nói nãy giờ, tức là tôi không cần biết là xu hướng như thế nào, tôi vẫn biết nhìn, tôi nhìn thấy xu hướng ở ví dụ như tôi nhìn con ADA này, cái đoạn này nó đỉnh bắt đầu thấp dần và tôi biết xu hướng giảm ngắn hạn, xong rồi tôi kẻ một cái đường trên line hoặc là một cái đường kháng cự hỗ trợ ngang đó, tôi chờ. Nếu mà không phá được cái vùng kháng cự hỗ trợ đó mà có volume xả hoặc là volume ba yếu, ok mình sẽ short scalp stop loss trên vị trí kháng cự hỗ trợ. Trường hợp 2 là khi nó phá vỡ xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, volume lúc này tăng thì mình sẽ làm gì? Bám theo nó mà chơi. Ai? Ok chưa? Và trường hợp đâm cũng vậy, đâm nó cũng tương tự thôi. Đâm thì nó cũng tương tự như cái việc bơm này thôi. Khi mà nó phá vỡ xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm thì tất nhiên là volume sell nó sẽ tăng. Thì anh em cứ bám theo xu hướng đó mà xúc thôi. Cái việc của anh em chỉ chờ backtest lại. Backtest ở đâu? Backtest ở đâu thì cái buổi sau á, buổi sau nó sẽ có bài khác á. Mình sẽ chỉ anh em backtest thường thông thường nó sẽ backtest ở vị trí nào. Mà anh em đôi khi anh em sẽ lỡ đò. Anh em sẽ chờ hoài về cái vị trí này. Đó, như mình á, như anh em sẽ chờ về vị trí này. Nhưng mà nó không về. Nó xuống tới vị trí này thôi. Nó bay luôn. À, xuống tới vị trí này thôi. Bay luôn. À, nên bài sau mình sẽ chỉ anh em cái cách mà anh em có thể đánh theo kiểu FOMO luôn, đánh FOMO M1 luôn. Đấy, xong phần volume. Có anh em nào có thắc mắc gì về volume không? Volume đơn giản vậy thôi. Không có quên đâu, bởi vì cái bài đó là cái bài liên quan tới cái bài MA. Nó sẽ liên quan tới cái bài MA, mà cái bài MA là chỉ số indicator. Mà cái đường màu vàng này. Thì bữa sau học bài đó thì mình sẽ chỉ luôn.
Còn học bài nào thì nhớ bài đó thôi, đừng có học bài nào mà nhảy qua bài kia, nó không nhớ được đâu. Bởi vì mình dạy những cái đơn giản nhất mà cái hiệu quả cao nhất, hiệu quả cao thì mình dạy cho anh em thôi, chứ còn mà thật ra anh em học chuyên sâu á, học kiến thức nghiên cứu rất là nhiều, nó không đơn giản đâu. Bởi vì mình đa phần là người mới nên mình chỉ cho anh em cái cách mà mình tổng mình kinh nghiệm của mình á, mình thấy là áp dụng được và trade được, kiếm được tiền thì mình chỉ anh em. Có đăng YouTube nha. Ok, xong phần phần volume nha. Mình xóa phần volume nha. Mình sẽ chuyển qua phần nến. Ok. Đây, nến. Mình nến thì chắc mình dạy cho anh em những loại nến cơ bản thôi, mình hay sử dụng những loại nến mà mình hay sử dụng nha. Bởi vì Bryson nó có rất là nhiều. Nhưng mà mình hay sử dụng những loại nến nào để trade và mang lại hiệu quả cao thì mình dạy anh em. Còn anh em nào mà có thích nghiên cứu thêm thì anh em có thể lên YouTube học, nó có nhiều loại nến lắm. Nhưng mà theo mình hay sử dụng nhiều nhất thì chỉ có ba bốn loại nến thôi à. Thì bạn trade sàn nào thì bạn xem volume sàn đó. Ví dụ bạn trade Binance thì cái sàn Big Gia nó hỗ trợ, nó lấy giá ở Binance thì mình coi Binance, còn nó không lấy giá của Binance á thì bạn coi, ví dụ nó như cái bạn trade sàn A, bạn trade sàn A mà sàn A lấy giá của Huobi hoặc là OKX thì bạn xem giá của hai sàn đó hoặc là volume của hai sàn đó. Còn bạn trade một cái sàn 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 B mà nó lấy giá của Binance thì bạn mở chart của Binance lên, bạn xem khối lượng giao dịch của sàn đó. Thì mỗi sàn nó sẽ có cái giá khác nhau mà. Nó xem giá, đôi khi cũng có sàn nó trung bình giá. Ví dụ như Bitga như nó lấy giá của hai sàn á. Qua phần nến nha anh em. Này có phần nến này. Đấy, có tài liệu phần nến rồi anh em luôn. Ở đây có anh em nào chưa biết về nến không? Có anh em nào chưa biết về nến không mình nha. Anh em nào biết về nến thì không không mình đâu. Có anh em nào chưa biết về nến không? Nến là gì á? Mở rộng mà cho anh em coi. Mở rộng ra như khó thấy hơn. Đó. Ở đây có anh em mà chưa biết về nến không? Chưa biết về nến hoặc là biết nến nhưng mà chưa biết gì để hiểu, không biết cách để đọc được nến á. Tức là biết về nến, chỉ biết nến là nó nến là nến xanh, là nến đỏ, nhưng mà không biết cái cách đọc nến như thế nào. Mà nến là khá là quan trọng nha. Mình sẽ chỉ cho anh em, thứ nhất kháng cự hỗ trợ là một mà anh em chỉ cần học nè, kháng cự hỗ trợ, lý thuyết Dow, volume, nến nến chỉ có hai ba loại nến thôi, nhiêu đó thôi, với lại cái đường đường xu hướng á, ví dụ như vẽ đường trên line á đó, nhiêu đó là anh em có thể trade được rồi, trade được rồi nha, có thể kiếm được tiền mà nha. Hồi nãy mình có kêu anh em Long Ada đó 1.8 1.9 đó, mới vừa nói luôn đó, lên 1.21 kìa. Kêu anh em Long, anh em Long mình với lại mình đang học, mình đang dạy nên nó không có cho kèo á. Đấy, kêu Long được rồi đó, Long được giá đang tăng nè, mình biết đến Nhật rồi. Biết là một chuyện, đọc được là một chuyện khác nha anh em trong đây nè, bao nhiêu người rồi, 81 người. Anh em nào biết về nến nhưng mà không biết cách đọc nến thì comment. Một, biết về nến nhưng mà không biết cách đọc nến làm sao cho nó hiệu quả. Biết là một chuyện nha, đọc được hay không là một chuyện nha. Chứ anh em đừng có nghĩ là anh em biết là anh em đọc được. Bởi vì nến nó thể hiện hành vi giá, hành vi của người giao dịch, và nó thể hiện được lực mua bán, nó sẽ kết hợp với lại volume khá là hiệu quả, đơn giản thôi. Nè, đọc nến đi, nến là gì này, là lý thuyết nè, là công cụ được sử dụng từ xa xưa do người dùng để giao lý thuyết, nó chỉ nói chung 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 vậy thôi. Chủ yếu là anh em nốt cái phần này nè.
anh em nói cái phần này khá là quan trọng, mà anh em mà có giấy tờ anh em lưu lại cái phần này nè, mình đọc cho anh em ghi nè. Về cái cấu trúc nến nha, về cấu trúc nến nha, nến thì nó sẽ có thế này: giá mở cửa, giá đóng cửa nè. Đây là giá mở cửa, giá đóng cửa nè, thấy không? Trên cái hình hình này nó ghi rõ hết luôn. Giá đóng cửa của nến xanh, của nến xanh nè, nè thấy không? Giá mở cửa của bên tay trái là nến xanh nha. Giá mở cửa là tính từ cái vị trí cạnh dưới này nè, cạnh dưới này gọi là giá mở cửa, cạnh trên là giá đóng cửa của cây nến xanh, tức là cái nến tăng á, tăng giá đó. Ok chưa anh em nghe rõ không? Anh em nghe rõ không? Alo. À nhìn nha, mình đọc chậm chậm này. Thứ nhất, giá mở cửa của cây nến xanh. Giá mở cửa của cây nến xanh là cạnh dưới này nè. Cạnh dưới này nè là giá mở cửa trực tiếp nè. Đây. Anh em thấy chưa? Nè, giá mở cửa nè. Đó, giá mở cửa đó. Còn giá đóng cửa của cây nến xanh nè. Thấy anh em thấy chưa? Ok chưa? Đó, giá mở cửa và giá đóng cửa nè. Giá mở cửa của cây nến xanh là nằm ở dưới, giá đóng cửa là nằm ở trên. Còn giá mở cửa của cây nến đỏ là nằm cạnh trên, và giá đóng cửa của cây nến đỏ là nằm cạnh dưới. Theo lý thuyết nè, ok chưa? Mình đang nói giá mở cửa và giá đóng cửa nè. Giá mở cửa và giá đóng cửa nè. Ok chưa? Ok thì anh em bảo comment ok nha. Tương tác với nhau để hiểu anh em ơi. Giá mở cửa của hai thằng này nó khác nhau hoàn toàn nha. Ok. Thì trong một cây nến nó sẽ có giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. À, giá cao nhất là vị trí râu, đỉnh râu. Đỉnh râu là giá cao nhất. Đáy râu là giá thấp nhất. Anh Châu dạy khó hiểu thế. Dạy đơn giản thôi. Ok. Okay, giao dịch có hai loại là nến xanh, nến đỏ. Nến xanh thì có giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa, và nến đỏ thì có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Rồi nến xanh thì anh em quan tâm bây giờ quan tâm dâu trên, còn nến đỏ thì quan tâm dâu dưới. Hết xong. Đó, dễ hiểu thôi. Ok. Bây giờ vấn đề dễ hiểu đúng không? Chạy nhanh nha. Mình cũng không quan tâm nhiều lắm tới cái vấn đề này đâu. Mình chỉ còn quan tâm cái cấu trúc của nến thôi. Mình quan tâm cấu trúc của nến như thế này này. Anh em chỉ cần quan tâm. Thứ nhất là thân nến. Thân nến này, cái đoạn thân nến này nè. Mình nha, theo kinh nghiệm của mình trai nha. Mình quan tâm nè. Một là thân nến. Hai là râu nến. Ba là đỉnh. Hoặc là giá cao nhất hoặc là giá thấp nhất. Đó, mình chỉ cần quan tâm đến đó thôi. Một là thân nến. Hai là giá cao nhất. Ba là giá thấp nhất. Anh em nốt vào chưa? Ok chưa nè? Đó, mình chỉ cần quan tâm như thế thôi. Dạ, thân, giá cao nhất và giá thấp nhất. Hết. Thân thể hiện điều gì? Thân thể hiện được biên độ giao dịch. Thân thể hiện được biên độ giao dịch. Thân thể hiện được biên độ giao dịch. Tức là như thế này, nếu mà thân to như cái nến này, đây, thân to như cái nến này, thân to như cái nến này, thì biên độ giao dịch lớn, thì biên độ giao dịch lớn, tức là lượng người giao dịch mua bán ở khung thời gian này lớn, nên nó có những cái thân rất là bự. Còn những cái thân mà nhỏ như thế này, đấy, như cái nến này. Như cái nến này thì biên độ giao dịch nhỏ, khối lượng giao dịch nhỏ. Còn những cái nến to thì biên độ giao dịch và khối lượng giao dịch lớn. Còn giá thấp nhất và giá cao nhất liên quan tới cái gì? Giá thấp nhất và giá cao nhất thì nó sẽ liên quan tới việc kháng cự và hỗ trợ. Thế thôi. Thông thường nó sẽ được tính như thế này. Có người á thì người ta tính đỉnh râu, đỉnh luôn, đỉnh của những cái râu này là kháng cự. Có người thì người ta sẽ tính bằng cái giá đóng cửa hoặc là cái giá mở cửa của nến thành kháng cự và hỗ trợ.
thì theo kinh nghiệm của mình đó nha, thì cái từ phạm vi cái giá đóng cửa mở cửa này cho tới cái đỉnh cao nhất của cái rau này thì nó là một vùng, nó không phải là một điểm, thì nó liên quan tới cái việc, nó liên quan tới cái bài kháng cự hỗ trợ hết. Anh em hiểu chưa? Nó được tính bằng hai cách nha. Một là đỉnh, hai là giá đóng cửa vào giá mở cửa. Thì hai cái thằng này kết hợp lại với nhau nó ra một vùng, thì nó liên quan tới bài kháng cự và hỗ trợ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ok chưa anh em? Không, hôm bữa mình dạy bài kháng cự hỗ trợ là một vùng, kháng cự và hỗ trợ là một vùng, không phải là một điểm. Thì cái giá đóng cửa và cái giá mở cửa cũng được tính là kháng cự và hỗ trợ. Và cái giá cao nhất của cây nến thì cũng được tính là kháng cự và hỗ trợ. Thì kết hợp hai thằng này nó là một vùng. Ok giờ anh em hiểu không? Để mình đi tiếp mà anh em. Khi mà mình nói mà anh em hiểu thì anh em bấm ok. Để mình biết là anh em đang hiểu. Còn anh em không hiểu thì nó là không hiểu lắm, có thể giải lại. Đó, nó được tính như thế này nè. Để mình xóa mấy cái này cho anh em dễ thấy. Đó, có thể là bằng giá đóng cửa và giá mở cửa. Và đỉnh rau hoặc là đáy rau. Ví dụ cụ thể cho mấy ông thấy luôn nè. Ví dụ như cây H1 này nè. Cây H1 của Ada nè, nhìn này nha, cây nến xanh này nha. Hồi nãy tôi kêu anh em Long á là tôi lấy nè, hỗ trợ nè. Bằng giá mở cửa của thằng nến xanh này. Ok chưa? Tôi lấy cái vị trí thấp nhất của cây nến đỏ này nè, con nến xanh đây nè, là vị trí hỗ trợ. Ok chưa? Anh em thấy kết quả là vậy. Nãy mình kêu anh em Lâm ngay vị trí này là vậy á. Thấy không? Anh em Lâm được trong cái vị trí này, có phải là anh em Lâm được vị trí hỗ trợ? Anh Lâm vị trí này nãy nó hồ lên được cái độ cũng 2.2% này. Hiểu không anh em? Nó được tính làm kháng cự hỗ trợ luôn đó nha. Đó là khái niệm về nến. Anh em nốt lại vấn đề của nến đó nha. Chỉ cần lưu ý thôi. Thân giá cao nhất và giá thấp nhất. Ý thứ hai là giá đóng cửa và giá mở cửa có thể dùng làm kháng cự và hỗ trợ. À, thấy chưa? Hết. Đó là khái niệm. Hiểu không anh em? Hello. Hiểu không? Ok, đó là khái niệm về nến nha. Mình sẽ vào cái phần mà mình nến mà mình hay sử dụng để mình chỉ cho anh em. Nến mà mình hay sử dụng, bản thân mình sử dụng nha. Mình chỉ sử dụng loại nến này nè. Mình sử dụng một loại nến thôi, hai loại. Tổng cộng là 4 loại nến mình sử dụng, nhưng mà khả năng là mình sẽ không dạy hết đâu. Vậy anh em những loại nến nào mà có thể sử dụng nhiều nhất thôi. Đó là đúng rồi. Đúng rồi, mình dạy nến đúc chân nè, nến đúc chân này nè, nến hammer nè. Nến hammer này đúng rồi. Đây. Mình chỉ dạy anh em loại nến, một là nến rút chân dưới, và một loại nến là rút chân trên. Đây là gọi là nến hammer, gọi là nến rút chân dưới nè, nến rút chân dưới. Về cấu trúc của cái nến rút chân dưới này á, thì các anh em thấy này nha, cái hammer này á là một cây nến rút chân dưới. Màu không quan trọng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình trai thì cái màu cũng khá là quan trọng. Đôi khi nó rút chân như thế này nhưng mà nó vẫn đâm bình thường nha. Đấy, theo kinh nghiệm của mình trai á thì màu quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Cái nến này là cái nến hammer. Mình áp dụng cái nến này ở vị trí hỗ trợ. Anh em nghe kỹ nha. Cái cây nến này bản thân của mình á
thì mình try á, thì mình đơn giản lắm, mình thấy thằng nến này xuất hiện ở vị trí hỗ trợ thì mình vô mình cân nhắc kết hợp với lại volume mà nó tăng, tức là khả năng là tín hiệu đảo chiều tại vị trí hỗ trợ, là mình vô mình long. Nhưng mà đặc biệt nó phải có màu nha, nó phải có màu xanh thì càng tốt, màu đỏ thì cũng được, nhưng mà thông thường màu đỏ mình ít trade lắm, mình hay trade bằng cái màu này nè, màu xanh này nè. Không phải là màu đỏ không trade được nha anh em, bản thân mình trade thôi thì mình thấy màu xanh là vẫn ok nhất, chứ không phải là màu đỏ không trade được nha. Màu không quan trọng, nhưng đối với bản thân mình màu xanh thì mình thích hơn là màu đỏ, và volume tại vị trí đó phải ok thì mình long. Anh em nghe không? Alo. Ok. Đấy. Cái nói này nha. Một setup giao dịch của mình á, một cái setup giao dịch của mình là nó sẽ bao gồm như thế này anh em ghi lại. Anh em nhớ nè, một cái setup giao dịch của mình đánh theo hay đang đánh theo Bryson á là nến nó xuất hiện tại vị trí kháng cự hoặc là hỗ trợ. Đấy. Cộng với lại volume. Nến cộng với volume. Đó. Đâu mà đang nói cái chỗ này là nến đảo chiều. Cộng. Đây. Setup giao dịch của mình á, nó đơn giản thôi. Nến đảo chiều xuất hiện tại vị trí kháng cự hỗ trợ, cộng với về volume tại vị trí kháng cự hỗ trợ nó phải ok, thì mình sẽ xem xét mình vào lại. Đó, cái setup giao dịch của mình nó đơn giản vậy thôi. Không thấy màn hình. Đó mới. Tùng thấy không Tùng? Alo. Mình thấy bình thường mà anh. Ủa sao kia nó kêu không thấy ta? Đó, anh em nốt lại cái chỗ này nha. Nến đảo chiều xuất hiện tại vị trí kháng cự hỗ trợ cộng volume tốt là ok. Loại nến này là loại nến hammer xuất hiện tại vị trí hỗ trợ. Mình chỉ sử dụng cái nến này tại vị trí hỗ trợ thôi. Còn cái nó xuất hiện tại vị trí kháng cự thì cũng ok, nhưng mà mình ít xài nha. Tại vì bản thân mình không xài chứ không phải là không có tác dụng nha. Mình chỉ dạy anh em một số loại nến mà mình hay sử dụng thôi. Bình tĩnh anh em, bình tĩnh, chưa tới phần hỏi đáp đâu, để mình dạy xong rồi anh em hỏi. Cái loại nến này nha, bản thân mình chỉ sử dụng nó tại vị trí hỗ trợ. Loại nến này nè. Cách vào lệnh nè, cách đi lệnh của cái nến này nè. Anh em ghi vào nè, cách đi lệnh của cái nến này nha. Nó sẽ có hai cách. Một là từ cái giá này nè, từ cái giá đóng cửa nè, từ giá đóng cửa nè, giá đóng cửa entry á, cách vào lệnh á, giá đóng cửa, từ giá đóng cửa này nè là vào cho tới 50% của cái thân nến này nè, 50%. Nó có một cách vào không? Quên. Từ giá mở đóng cửa đến 50% của thân nè, của nến. Stop loss. Dưới râu họ. Đó. Cách đi lệnh của cái nến này tại vị trí hỗ trợ nha, là nó sẽ được tính từ giá đóng cửa của cây nến xanh, của cây nến xanh nha. Mình ít sử dụng cây nến đỏ, anh em nào thích sử dụng cây nến đỏ thì nó là ngược lại, giờ là giá mở cửa. Còn mình sử dụng cây nến xanh thì mình gọi là giá đóng cửa của cây nến xanh cho tới khoảng 50% của cây nến này nè, thì mình vào hai lệnh, một vài lệnh tại vị trí này, một lệnh tại vị trí này, stop loss dưới cái râu này luôn. Thông thường mình trade á, thì mình hay chờ nó nằm ở giữa này nè. Chứ mình ít khi nào mình vào trên này lắm. Hay chờ giữa này nè, để stop loss của mình ngắn lại. Đó là một loại nến. Còn loại nến này nó xuất hiện tại vị trí kháng cự nha, nhưng mà mình ít xài.
mình chỉ mình train như thế nào mình chỉ anh em như thế đó thôi. Còn anh em thích tìm hiểu thêm thì anh em có thể tìm hiểu, và thắc mắc á, thì có thể lên group chat hỏi. Ok chưa anh em? Để qua loại nến khác này. Còn quên. Còn cái râu dưới này nó thể hiện cái gì? Nó cái râu dưới này nó thể hiện áp lực mua. Nè, râu dưới này. Râu dưới thể hiện áp lực mua, tức là có một lượt mua nó đẩy lên đây. Râu dưới nha. Nên mình đánh lầm tại vị trí này. Ok cho anh em. Ok cho mình qua bằng nến mới này. Râu dưới thể hiện áp lực mua, râu trên thể hiện áp lực bán. Ok. À còn như những cái phần này này, không phải là mình không trade, nhưng mà mình ít trade. Anh em nào mà muốn tìm hiểu thì anh em có thể tìm hiểu nha. Nó xuất hiện giờ vị trí kháng cự thôi, mà mình ít trade lắm, để chơi cái loại đó là mình kết hợp với lại những loại nến khác. Ai? Loại nến này là hai loại, ở trên là một loại nha, ở dưới này là một loại nữa nè. Là hai loại nến là mình hay sử dụng nhất. Đấy. Ở trên là mình ở trên đây là mình sử dụng cây nến màu xanh. Cây nến màu xanh xuất hiện tại vị trí hỗ trợ. Còn ở dưới này, cái nến minh ba này, nến investor hammer này. Đó. Mà là mình sẽ sử dụng cây nến màu đỏ. Xuất hiện tại vị trí kháng cự. Đấy, cái này vừa nói xong luôn. Râu trên thể hiện áp lực bán, râu dưới thể hiện áp lực mua, râu trên thể hiện áp lực bán. Entry vào cũng y chang như cái vừa rồi luôn, chẳng qua cái nến này màu đỏ. Màu đỏ thì mình vào lệnh bằng giá đóng cửa, giá đóng cửa tới 50% của cái cây nến này, stop loss cho nó râu khoảng cách một đoạn hết. Đó là hai loại nến mà mình sang sử dụng nhất khi trade. Ngoài hai loại nến này ra thì mình còn sử dụng nến Mazubuzu. Nến Mazubuzu là nến này nè, nến full thân này nè, nến là mua tuyệt đối và là giảm tuyệt đối. Đây, đây là một cái nến Mazubuzu. Nến này thể hiện mua, lực mua tuyệt đối. Còn nến là để em tìm cái nến đỏ. Đây, nến giảm tuyệt đối nè. Đó, nếu mà có thân lớn nè. Ngoài ra mình sử dụng như thế. Một, một, hai, ba. Ba là nến mà mình hay sử dụng nhất. Entry vào nha, giá đóng cửa đến khoảng cách 50% của cái thân nến. Stop loss trên cái râu này, hoặc trên cái râu này một đỏ. Hết. Đó là ba loại nến mà mình hay sử dụng, mà mình hay bảo, mình hay viết kèo trên channel, mình hay kêu anh em mình nến rút chân, nến rút chân các kiểu á. Đó là hai loại nến đó. Một loại xuất hiện tại vị trí hỗ trợ, một loại xuất hiện tại vị trí kháng cự. Loại xuất hiện tại vị trí hỗ trợ thì mình hay sử dụng là nến màu xanh, nến xanh volume tốt. Một loại xuất hiện tại vị trí kháng cự là nến đỏ, volume sell tốt. Đó, mình sẽ sử dụng như thế thôi, hai ba loại nến thôi. Còn anh em nào có thể tìm hiểu thêm, ví dụ như nó xuất hiện tại vị trí kháng cự hỗ trợ, thì anh em có thể comment ở trên group chat, hoặc anh em có thể đọc thêm tài liệu về khác, tài liệu khác hết. Đó, những là nến mình hay sử dụng như thế thôi, mình không có dạy hết progression đâu, bởi vì dạy hết progression nó rất là dài, anh em học không có hết được đâu. Nhớ ít thôi, càng ít mà hiệu quả cao thì anh em càng tốt. Bữa sau á, cái loại nến này này, cái loại nến này này, một là cái loại nến này, hai là cái loại nến này nó kết hợp với cái đường MA và lý thuyết Dow, thì cái độ tỷ lệ chính xác của nó khá là cao. Mình sẽ có một cái buổi là kết hợp tất cả những cái bài dạy lại, nó ra một cái hệ thống giao dịch luôn cho các bạn đó. Chỉ cần học đơn giản vậy thôi, không có cần học nhiều hết. Russian nó học nhiều lắm đó. Hết bài rồi đó. Dạy như thế thôi. Bây giờ tôi dạy ông Ryzen học hết luôn, giọng ông nhớ sao nổi. Nè, đánh quá trời quá đất luôn nè. Ok chưa anh em? Xong bài hôm nay rồi đó.
mình hay chơi những cái loại nến đó thôi, mình chỉ anh em những loại nến đó thôi, mà không có dạy hết đâu, dạy hết không có thời gian đâu anh em à. Anh em nào không hiểu thì hỏi lại nha, tới phần hỏi đáp rồi Tùng ơi. Ok, anh em trong bài học hôm nay có những câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi nha. Tại vì Bryson nó có rất là nhiều, khoảng ba mươi mấy loại nến á, nến đảo chiều cộng xuất hiện tại vị trí kháng cự hỗ trợ cộng volume kết hợp như thế nào anh? Thực ra về bài nến ấy, anh em chỉ quan tâm ấy, thứ nhất là nến không dâu và thứ hai là nến có dâu thôi. Khi mà đối với cây nến xanh ấy thì anh hãy quan tâm dâu trên, bởi vì sao? Khi mà cái nến xanh ấy mà thân mà dài mà dâu mà ngắn ấy thì chứng tỏ là được mua vẫn còn mạnh. Đó, nếu còn còn nếu như mà thân mà dài ấy, à đâu thân mà ngắn mà dâu mà dài ấy, thì chứng tỏ là cái đó lực mua đang yếu và có lực bán nó đang đang nhiều hơn. Thì khi mà gặp một cây nến nến xanh á, nến xanh thân nhỏ mà dâu dài á, thì sau sau cái cây nến xanh đó thì khả năng sẽ có một cây nến đỏ hoặc là một cây nến xanh nhỏ có dâu dưới. Đó, cây nến đỏ tương tự vậy, thì cây nến đỏ như là một cây nến đỏ full thân mà dâu ngắn ấy, thì là thường ấy thì sau cái cây nến đỏ đấy sẽ là một hoặc hai cây nến đỏ nữa. Còn nếu như mà gặp cây nến đỏ mà thân bé mà dâu dài ấy, mà dâu dâu dưới dài ấy, thì chứng tỏ là cái lực mua bắt đầu đã có rồi. Đó, lực mua bắt đầu đã có rồi, thì khi đó ấy là khả năng cây cây kế tiếp của cây đỏ nó sẽ là một cây xanh hoặc là sẽ một cây đỏ thân ngắn hoặc dâu dâu trên. Đó, anh em cần nhớ như vậy thôi, áp dụng vào đây này, ví dụ như kiểu cây này chẳng hạn này, từ để mở mở vẽ bắt nè, đây ví dụ như kiểu cây này chẳng hạn này, nến xanh full thân này hoặc là nến xanh dâu ngắn này, thì kế sau cây thường là cây kế sau cây đó sẽ là một đến hai cây nến xanh nữa. Đó, nếu như mà gặp một cây nến xanh ấy, thân nhỏ mà dâu dài, đây thân nhỏ mà dâu dài, thì thường ấy thì cây sau đó sẽ là một cây nến đỏ hoặc là một cây nến xanh nhỏ và có dâu dâu bên dưới. Đó, thì áp dụng cái bài nến vào ấy cộng với volume và cộng với các cái bài mà đã học từ bài 1 đến bài 3 ấy, thì anh em áp dụng vào, chỉ cần học những cái cơ bản này thôi là anh em đã nắm được cái tỷ lệ win là 80% trong cái việc trade rồi đó. Đây ví dụ nha, ví dụ như anh em xem cây đỏ này này, được chưa? Bắt đầu tuy là một cây đỏ, cây cây nến đỏ dâu dạ thân thân dài đấy, nhưng mà dâu của nó ấy, cũng cũng dài luôn. Đó, dâu của nó ấy, là bằng bằng luôn cái thân đấy luôn, thì sau đó của nó ấy, sẽ là một cây nến xanh. Tức là sao? Tức là ví dụ cây đỏ này, chẳng hạn nó đang khi mà đầu tiên ấy mở mở nến ấy, nó sẽ xuống một cây đỏ được được chưa? Khi mà xuống đến cái vùng giá này, đến vùng này bắt đầu có lực mua lại rồi. Lực mua lại rồi thì bắt đầu là khi đến cái vùng vùng đóng cửa của nó ấy thì nó vẫn còn một cái lực mua, thì cái cây kế tiếp của cây đỏ đó sẽ là một cây xanh nhỏ, à sẽ là một cây ở đâu một xanh nhỏ hoặc là một cây đỏ 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 thân nhỏ có dâu trên. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn còn một ít lực mua nữa, nó sẽ vẫn hồi hồi lại bên trên được. Đó, anh em hiểu không? Thường ấy thì khi anh em mà xem ấy, mà ví dụ trong trong Ken giảng hạn gặp một cây nến đỏ mà bắt đầu có dâu dưới dài, anh em chỉ cần quan tâm dâu dưới thôi, còn cây nến xanh anh em quan tâm dâu trên. Bởi vì sao? Bởi vì cái dâu trên ấy là của cây nến xanh ấy thể hiện cái việc là lực bán, còn cây nến đỏ ấy cái dâu dưới thể hiện cái việc lực mua. Khi mà cái lực mua cây gặp cây nến đỏ cái lực mua lớn rồi thì khả năng là sắp đảo chiều, hoặc là khả năng ấy cây sau của cây đó sẽ có một cái lực hồi lên. Cây xanh tương tự như vậy, nếu gặp một cây nến xanh có dấu trên ấy, tức là gì? Tức là đã có bắt đầu có lực bán rồi, bắt đầu có lực bán rồi, thì ấy, anh em thì kế tiếp của cây nến xanh đó khả năng sẽ có nến đỏ hoặc là sẽ là một cây xanh nhỏ có dấu dưới. Nó anh em nhìn không không đâu xa, nhìn ở ngay cây chẳng hạn này, tuy là một cây nến xanh, cây nến xanh thân dài chẳng hạn, nhưng nó lên đến vùng trên này bắt đầu có một cái lực bán xuống, thì khi đóng cửa này nó vẫn còn lực bán, nó vẫn còn lực bán, thành ra nó sẽ bán đỏ xuống tiếp. Nhưng mà do anh em nhìn lại lịch sử ấy, với cả học bài cản kháng cự hỗ trợ ấy, thì đây là một vùng vùng cản mạnh đó, đây là một cái vùng cản mạnh trước đó rồi, thì khi lên đến đây bắt đầu là lực bán người ta bắt đầu nhiều, thì thành ra là cây sau này của nó thành một cây 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 đỏ luôn. Tiếp theo ở cái tiếp theo cái cây đỏ bên cạnh này, cây đỏ cạnh này được chưa? Bạn khi mà gặp cản này, gặp cản thì cái xu hướng cái tâm lý của mọi người ấy, thì khi gặp cản là mọi người sẽ bán, mọi người sẽ thoát hàng, thì bắt đầu nó xuống, nó bán nó xả xuống đến cái vùng này, ở đến cái vùng này thì là
ở trước này trước đó của nó là một cái vùng hỗ trợ, là một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối là cũng mạnh mạnh, thì đến vùng đó bắt đầu là có lực mua nó đi lên, lực mua đi lên thì bắt đầu sẽ hồi lại, nó sẽ hồi lại lên thì tạo ra một cái cây đỏ kế tiếp của nó là có một cái hồi lên đó. Mọi người thấy có thấy cái dâu không? Rồi khi nhưng mà khi mà hồi lên ấy thì cái lực bán nó vẫn chưa thắng nổi cái lực à cái lực mua nó vẫn chưa thắng nổi cái lực bán, bởi vì sao? Nó vẫn còn những cái người đu đỉnh ở trên này, người ta cắt lỗ này, người ta cắt lỗ thì bắt đầu tạo tạo xuống tiếp cái cây đỏ có cái dâu dưới như này đó. Thì bắt đầu ở cái cây đỏ này ấy, là bắt đầu cái lực mua và lực bán bắt đầu giằng co nhau, lực mua lực bán nó giằng co nhau. Khi mà nó hồi nhú lên được một cái ít của cái dâu dâu bên trên rồi thì bắt đầu lực bán nó vẫn mạnh hơn, bởi vì người ta bởi vì sao? Bởi vì người ta cắt lỗ thì bắt đầu nó xuống được cái vùng giá bên dưới này. À, vùng giá bên dưới này thì khi đến được giá bên dưới này bắt đầu có lực mua. Đây như anh em đang nhìn cái hiện tại chẳng hạn này, là do bắt đầu là có cái dâu rồi đúng không? Người ta mua mua người ta mua lại. Ta mua lại thì bắt đầu xuất hiện cái cây một cây xanh nhỏ ở đây. Cái cây xanh nhỏ này ấy, hiện tại là đây là cây H1, nó mới mở nến thôi. Bây giờ mới được có 40 nó vẫn còn 43 phút nữa mới đóng nến. Được chưa anh em thấy không, bắt đầu 43 phút đồng đến, nhưng ở cái vùng này bắt đầu là cái vùng đang giằng co giữa bán và mua, thì ấy, là anh em có ăn ở cái cây này anh em cũng chỉ ăn được một cái vùng hồi lên của cái dâu của cái dâu rồi thôi. Cũng có thể là sau khi hết 43 phút này nó sẽ đóng một cây đỏ xuống tiếp, hoặc cũng có thể sẽ là một cây xanh nhỏ hoặc đỏ nhỏ có dâu dâu trên hoặc dâu dưới dài đó. À, anh em có hiểu cái bài dùng nến để khi để mình chơi mình giao dịch không? Dùm to lên tới xếp ai. Đó. Nên anh em ấy ở trong cái bài nến này, anh em chỉ cần quan tâm hai loại nến thôi. Thứ nhất đó là nến nến Rút chân rồi được rồi, gọn đang rút chân. gọi là nến thân dài đi, thân dài dâu ngắn, và loại nến thứ hai là nến thân ngắn và dâu dài. Đây nha, bây giờ anh em cứ hiểu đơn thuần như này thôi này. Nến là gì? Nến là một biểu đồ thể hiện tâm lý của người chơi trong chơi coin, được chưa? Nến xanh ấy là thể hiện cái lực 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 mua, hay còn gọi là cái Tiền mua không nến xanh ấy là thể hiện cái hưng phấn, cái sự hưng phấn, và nến đỏ là thể hiện cái sự sợ hãi. Giống như là bò với gấu ấy, bò là hưng phấn, được chưa? Gấu là sợ hãi. Đó. Khi mà chúng ta gặp một cái nến xanh ấy, nến xanh dâu ngắn, thân dài dâu ngắn, tức là gì? Tức là cái lực lực mua nó lớn, thì kế tiếp cái cây nến xanh đó sẽ khả năng sẽ là một đến hai cây nến xanh nữa. Đó, nến đỏ tương tự như vậy, khi mà gặp một cây nến đỏ thân dài và dâu ngắn ấy, thì kế tiếp của cây nến đỏ đó khả năng sẽ là một đến hai cây nến đỏ nữa. Đó, được chưa? Còn nếu như khi gặp một cây nến xanh ấy mà thân ngắn dâu dài, tức là sao? Tức là cái lực bán bắt đầu lớn dần rồi, thì kế sau tiếp của cây nến xanh đó có thể là một cây nến xanh tiếp, nhưng mà nó sẽ có dâu dài, sẽ có dâu trên, hoặc sẽ là một cây nến đỏ có dâu trên và cả dâu dưới đều dài. Đó. Có nhiều trường hợp ấy là khi mà chúng ta gặp một cây cây nến xanh thân nó cũng dài mà dâu nó cũng hơi hơi dài, thì kế tiếp sau đó nó có thể là sẽ một cây nến đỏ. Ví dụ anh em nhìn ở đây chẳng hạn này, đó, nến đỏ. Thì thường thường những cái cây như thế này người ta gọi là nến lừa. Đó, căn những cây như cái cây như này gọi là cái nến lừa. Nhưng ấy anh em kết hợp thêm một số những cái phân tích khác nữa, ví dụ kiểu như là kháng cự hỗ trợ này, rồi lý thuyết đao này, rồi là sau 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 cái bài học này, bài tiếp theo của chúng ta sẽ là bài về dùng các chỉ báo, thì anh em sẽ áp dụng thêm để tránh gặp để tránh khi gặp những cái nến lừa như thế này, anh em sẽ không không bị phân vân, không bị phân tâm. Đó. Anh em có hiểu cái bài 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 nến này không? Mọi người hiểu hay là không hiểu mọi người comment vào nhá. Ok, thì mọi người cứ hiểu đơn giản, đơn thuần như này thôi. Thì cái chơi coin này mọi người cứ hiểu là nếu như mọi người nắm vững hết tất cả các kỹ năng, tất cả các kỹ thuật, tất cả gọi là kiểu như chén thánh gì gì đó, hay mọi người hay 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 hay, hay nói và đi tìm chén thánh các kiểu này kia ấy, thì mọi người cũng chỉ chiếm được 70% tỷ lệ win trong 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 trong, trong chơi thôi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, 30% còn lại ấy,
là thuộc về việc nào làm giá, rồi thuộc về việc là kiểu như sàn kêu hay cái gì gì đó. Như nhiều anh em, nhiều khi anh em hay hay biểu hay bảo là cái gặp những cái vụ mà fake breakout ấy, thỉnh thoảng nhiều đôi đôi khi anh em ví dụ như kiểu 10 lần chẳng hạn, anh chỉ gặp 1-2 lần. Bởi vì sao? Bởi vì những cái trường hợp như thế ấy, là sàn nó làm giá hoặc là bị cá mập nó làm giá, thì khi đó ấy, là anh em có nắm vững được bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà coi như anh em gọi là, người ta gọi là cái kiểu thánh nhân trong chơi coin ấy, thì cũng chỉ chiếm được là 70% tỷ lệ win thôi, còn 30% còn lại ấy, là vẫn phải phụ thuộc vào thị trường đó. Thế nên ấy, là trong cái việc mà 70% tỷ lệ win đấy ấy, thì cái việc là nắm vững kiến thức chơi cơ bản là nó sẽ giúp anh em được 80% cái tỷ lệ win ở trong cái 70% đó, còn 20% còn lại là nó sẽ ở cái những cái phần nâng cao đó. Việc của anh em ấy là anh em muốn học vừa cơ bản, vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, vừa ra tiền, hay là anh em muốn vừa phức tạp vừa khó hiểu nhưng mà cái việc kiếm tiền ra nó cũng chỉ xem những cái việc học người ta học cơ bản thôi. Đó lý do mà tại sao mà mình với anh Châu ấy là từ trước đến nay là chỉ từ bài 1 đến hiện tại là chỉ dạy cơ bản là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, là cái những cái kèo mà mình cho ở trên channel ấy, tuy nó không phải là tỷ win 100%, nó sẽ vẫn có kèo ăn kèo thua, nhưng cái việc ra kèo nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với việc anh em sử dụng những cái kiểu như cao siêu hay là cái gì gì, gì đó. Đó. Còn cái việc mà kèo cho trên channel ấy là cái tỷ lệ win như nào thì anh em tham gia với HC trong thời gian vừa qua thì anh em đều cảm nhận được là cái việc cái kèo đó tỷ lệ ăn như nào anh em đều đều có thể cảm nhận được. Đó, mọi mọi người có đồng ý không? Đồng ý thì comment vào chat nha. Đó, thế nên ấy, nhiều anh em hay bảo là có chén thánh trong chơi coin không sếp, hay là có những cái phương pháp nào cao siêu không, hay là có nên học những cái này cái kia cái này cái kia hay không, thì mình xin thưa ấy là học, kể cả học có học thêm ấy, thì cái tỷ lệ win tối đa mọi người có thể đạt được ở trong chơi là cũng chỉ là 70% thôi, còn 30% còn lại là vẫn là phụ thuộc vào nhà cái, vẫn phụ thuộc vào sàn, vẫn phụ thuộc vào cá mập, vẫn phụ thuộc vào người ta lái giá đó. Ok không anh em? Thì cái kiến thức của hôm nay về volume và nến ấy thì nó chỉ có như vậy thôi. Anh em có những cái câu hỏi gì mà cần mình và anh Châu giải đáp, ví dụ như kiểu là những cái bài từ bài 1, bài 2, bài 3 mình có những cái chỗ này mình chưa hiểu, hoặc là bài học hôm nay mình chưa hiểu, thì anh em có thể comment, mình và anh Châu sẽ trả lời. Thì chúng ta sẽ dành với nhau khoảng 5 đến 10 phút để giao lưu với nhau. Còn nếu như mà không có câu hỏi gì á thì mình anh Châu sẽ xin phép sẽ kết thúc buổi học. Ok không mọi người? Nếu trong nến đó mà mình xem được hỗ trợ rồi mà nó phá luôn hỗ trợ thì sao anh? Thì nó đi theo cái chiều hướng đó thôi. Mọi người cứ hiểu nha, trong mình đã học bài bài phá đao rồi. Bài lý thuyết đao hôm trước ấy, nếu nó phá hỗ trợ thì mình sẽ canh nó hồi lại, test lại hỗ trợ đó theo đúng cái phân tích của mình ấy. Nếu như nó đúng thì mình sẽ short, bởi vì nó phá hỗ trợ rồi mà. Ví dụ như kiểu trong trong trên 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 hình nha, mọi mọi người để ý đây nha. Ví dụ đây 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 là lý thuyết đao này bắt đầu phá cản được chưa, thì mình sẽ canh nó test lại cái cản đó để mình múc lên. Đấy là theo cái bài của mình được chưa. Còn nếu như nó phá hỗ trợ chẳng hạn, ví dụ hỗ trợ ở đây chẳng hạn này, nó phá hỗ trợ mà nó test lại thì mình sẽ phân tích ở cái điểm đó có nên sọt được hay không, thì bắt đầu mình sẽ vào lệnh sọt. Còn tình còn còn trong nhiều trường hợp ấy mình phải kết hợp nhiều thứ nữa để mình có thể, ví dụ như kiểu thay vì việc là mình chờ nó ở, ví dụ như trong trường hợp này chẳng hạn này, thay vì việc là mình chờ nó test lại kháng cự thì ở cái điểm này, làm sao mà chúng ta có thể FOMO và chúng ta ăn được cái lệnh long đó. Như hôm nay anh Châu cho một người long ADA ở cái vùng này, anh em có ăn ai ăn được kèo ADA hôm nay không? Có chị Thiên Anh hay sao đó, có chị Thiên Anh đó. Đó thì mọi người mọi 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 người khi đó ấy, khi mà mọi người áp dụng được hết những cái bài từ bài bài 1 đến hiện tại ấy, thì mọi người sẽ hiểu được tại sao là thay vì việc là mình chờ nó test lại kháng cự thì mình sẽ có cái lý do để mình vào tại cái điểm hiện tại này luôn, tại ở cái điểm này luôn để mình FOMO mình ăn long theo. Nến đảo chiều sử dụng khung nào hiệu quả để vào lệnh? Thường thường ấy, điều kiện để vào lệnh thì mình sẽ dùng các khung nhỏ. Còn điều kiện, và nhưng mà để có được cái điều kiện vào lệnh đó thì mình cần phải xem các khung lớn để mình xem xu hướng.
xu hướng hiện tại, xu hướng dài hạn, xu hướng ngắn hạn, rồi xu hướng trung hạn. Rồi khi đó mình bắt đầu mình mới xem các khung nhỏ để xem được cái điều kiện để vào lệnh được. Ví dụ kiểu như xu hướng của nó hiện tại như cái con ADA này này, H1 này này, xu hướng hiện tại của nó đang xu hướng tăng này, thì mình sẽ ưu tiên ấy là test lại cái kháng cự, mình sẽ long lên. Thì cái việc test lại kháng cự đó thì mình sẽ mở các cái khung nhỏ lên để mình tìm những cái điều kiện cũng đảo chiều rồi, rồi lý thuyết down này, rồi kháng cự hỗ trợ trend line này, rồi MA hay là volume gì đó, để chúng ta sẽ sử dụng điều kiện đó để vào lệnh. Ok, ông bạn Ricky Dương, bạn Ricky Dương vừa hỏi á. Nè, mới cho đẹp kêu hôn em Long ngay vị trí 1.8 và 1.9 nè. Rồi ăn là lãi rồi nè. Thấy có chị Thiên Anh bên group Long được đấy. Nãy mình đang dạy nên mình không có hôn em nhiều. Nè, có vài anh em bên group chat ăn được kìa. Ok, ông còn mọi người ai còn câu hỏi nào nữa không? Ông muốn biết tại sao chị tôi cho Long ở đây không? Nhìn này nha, nhìn cái chỗ này nè, nhìn cái chỗ này nè. Khi nó phá đao đúng không? Nó xác nhận phá đao ở khung 15 nè. Nè. Khi nó xác nhận phá đao ở khung 15 đúng không? Khi nó xác nhận phá đao ở khung H1 chứ quên. Khi nó xác nhận phá đao ở khung H1 này, volume bắt đầu tăng này, đúng không? Vào M5 là phải chỗ này không? Có phải chỗ này không? Đúng không? Có phải chỗ này không? Đúng rồi. Là đến rút chân này, là đến rút chân này. Mà đến rút chân dưới thì nó thể hiện cái gì? Mình mới học xong luôn. Đến rút chân dưới thể hiện cái gì? Mình mới học xong luôn. Đừng mua mạnh, bắt đầu mua lên. Không. Nên mình kêu anh em múc. Anh em không múc. Anh em nhìn nha, mình mới học cái kháng cự hỗ trợ của cái thằng này đúng không? Mình kêu anh em chú ý cái vấn đề gì? Đó là giá đóng cửa, giá mở cửa và vị trí xa nhất và vị trí gần, vị trí xa nhất và vị trí thấp nhất, đúng không? Có phải kê H1 này giá mở cửa là ngay vị trí này, giá đóng cửa của vị trí giá thấp nhất của cái nến H1 này là vị trí này, đúng không? Hai cái thằng này kết hợp với nhau nó ra một cái hỗ trợ, ok chưa? Khi anh em nhìn ở vị trí H1 anh em sẽ không biết nó là hỗ trợ đâu. Anh em qua những cái khung khác, anh em sẽ thấy nó sẽ là hỗ trợ. À, đấy. Nó là hỗ trợ này. Nên mình kêu anh em múc long lên vị trí này. Nhìn cái nến này nè. Thấy không? Anh em nhìn hai cái nến đỏ này nè. Vẫn có lực mua đẩy lên, thấy không? Cứ xuống đẩy lên. Nên mình kêu anh em long ngay vị trí này là vậy. Một stop loss ở đâu? Stop loss thật ra nếu cái thằng này đóng H1 dưới cái vị trí này này thì anh em cắt. Đóng dưới cái vị trí thấp nhất này. Nếu cái H1 này đóng dưới vị trí thấp nhất này anh em cắt. Cắt lỗ. Thì khi mà nó đóng dưới vị trí này khả năng nó sẽ hồi lên một nhịp nhẹ và nó đâm xuống đây luôn. Tức là kỳ vọng nó sẽ test về cái vùng dưới này. Đây. Đó, nếu mà nó đóng cái H1 này xuống thấp hơn 1.19 thì giá khả năng xung về đây. Còn nó rút chân như thế này thì khả năng sẽ quay lại nó test ít nhất là khoảng vị trí này. Cái volume hiện tại nó đang rất là tốt, volume 3 đang khá là mạnh. Ông nào mà long được trong cái khoảng này có thể kéo stop loss cầm được rồi này. Đấy. Anh em còn câu hỏi nào nữa không? Nên hôm bữa mình có dạy anh em về bài kháng cự hỗ trợ, mình có nói là không chỉ riêng mà kháng cự hỗ trợ nó là những cái kháng cự hỗ trợ ngang, kháng cự hỗ trợ chéo hay kháng cự hỗ trợ MA, mà trong cây nến, trong một cây nến nó cũng có kháng cự hỗ trợ luôn. Thì hôm nay anh em học nến là anh em mới biết, anh em biết này, nó cũng là kháng cự hỗ trợ luôn. Thực ra ở khung lớn, ở cái khung lớn á, anh em tìm được những kháng cự hỗ trợ như thế này nè, thì qua những cái khung nhỏ thì nó chỉ là kháng cự hỗ trợ như bình thường thôi, nó chả có gì khác cả. Chẳng qua là ở những khung lớn thì anh em thấy như thế. Chứ ví dụ như anh em qua những khung lớn hơn, cái khung này đây, D này, đó. Và những khung lớn hơn nè, anh em nhìn nè, khi mà anh em xác định kháng cự hỗ trợ như những cái vị trí này nè, hai vị trí này, thì anh em bật qua những khung nhỏ thì nó cũng trầm một vùng thôi à, nó không chả khác gì đâu. Ok, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không còn câu hỏi nào thì mình xin phép kết thúc buổi buổi học hôm nay tại đây nha.
anh em lên chuẩn bị vào kèo, là group chat chuẩn bị kiếm kèo múc anh em. Đỉnh cao gì, hay dạy đơn giản thôi mấy ông, dạy cho cái ông đơn giản mấy ông kiếm tiền thôi, phức tạp quá. Ok, vậy thì buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nha. Thì hẹn gặp mọi người vào buổi học thứ 6 tuần sau nha. Ok, bye bye anh em. Nói chung ấy là tuần nào cũng sẽ học, không quan trọng là bao nhiêu buổi nữa, tuần nào cũng sẽ học. Học xong lý thuyết thì mình sẽ sang thực hành. Tuần nào mấy ông học, mấy ông tự cây mang kiếm được tiền thôi. Học nào mà anh em cảm thấy chán không muốn học nữa thì thôi. Nó sẽ quay xoay quanh lại mấy bài đó thôi. À, ví dụ như hôm nay mình học hai loại nến đúng không? Bữa sau mình có thể học nến Monistar, Emonistar gì đó. Ví dụ như Resin nó có rất là nhiều, không phải là chỉ là hai cái loại nến đó đâu. Bởi vì mình cái buổi những cái gì mà đơn giản nhất mà mình áp dụng nhiều nhất mình dạy trước cho anh em. Còn ví dụ như những cái buổi sau có thể mình sẽ dạy những cái loại khác để tăng cái độ ấy lên, để tăng độ chính xác lên. Chứ đâu phải là lúc nào mà cũng áp dụng hai loại đó đâu. Đôi khi những hai cái áp dụng hai loại nến đó nó không hiệu quả thì nó sẽ kết hợp với là thêm một loại nến để tăng độ chính xác cao hơn, hiểu không? Học nằm không chán thôi. Ok chưa? Ok nha mọi người, còn câu hỏi nào bây giờ thì chúng ta lên nhóm chat margin để hỏi nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.